thì cây này nó là một trong những loại cây rất nổi tiếng và rất nhiều người phù hợp với loại cây này. Đó là điều trị cái bệnh hẹp và hở van tim. Dù cho bà con mình hở 2 lá hay 3 lá thì dùng cây này vẫn khỏi. Đấy là một cái tác dụng mà trong y học không ghi chép. Lâm vô tình phát hiện được cái tác dụng này và Lâm đã chia sẻ và giúp đỡ rất là nhiều người mà không phải đi phẫu thuật. Đối với cái bệnh hẹp van tim hay là hở van tim á, thì Lâm nghĩ bà con mình sẽ rất là mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày. Vậy thì cây này nó sẽ giúp cho bà con mình trị khỏi được các cái bệnh này. Xin chào quý anh chị. Xin chào các bạn. Có những thứ đến với chúng ta thì rất là bất ngờ. Nhưng mà đôi khi những điều này nó sẽ làm thay đổi cuộc đời của chúng ta. Hôm nay thì Lâm mang đến cho quý bác anh chị và các bạn mình một loại dược liệu không quen cũng không lạ. Nếu như bà con mình theo dõi kênh của Lâm nhiều thì bà con mình sẽ biết về tác dụng trị bệnh của loại cây này. Hôm nay vào một cái dịp mà Lâm chuẩn bị gửi cây giống cho một người đang bị bệnh hở van tim, thì nhân dịp này Lâm xin phép được quay lại hình ảnh của một loại cây nếu như trồng làm cảnh thì cũng rất là đẹp. Còn nếu như bà con mình trồng để làm dược liệu thì đây là cây thuốc mà Lâm nghĩ bà con mình nên trồng ở vườn nhà. Rồi, ngay bây giờ thì Lâm xin mời quý bác anh chị và các bạn cùng Lâm nhận diện dược liệu ha. Sau đó thì chúng ta sẽ có cách dùng hợp lý cho các cái bệnh mà loại cây này nó có khả năng giúp cho bà con mình điều trị. Một số bạn thì nhầm lẫn giữa cây đuôi chuột này và một số loại cây có hình dạng tương tự. Cho nên hôm nay nhân dịp Lâm chuẩn bị gửi cây cho một người bạn, người ta trồng làm giống, thì Lâm xin quay lại hình ảnh của cây đuôi chuột, rồi cây mạch lạc hay là một số tên gọi khác, cũng như về nguồn gốc, tên khoa học của nó thì Lâm sẽ để trên màn hình để cho bà con mình tiện theo dõi. Cây này có hoa rất là đẹp, nếu như bà con mình trồng trước sân nhà làm kiểng làm cảnh thì rất là đẹp. Đây, một màu hoa tím ngắt luôn. Đấy, lá của nó thì cũng có độ bóng nhất định. Cây này thì đa tác dụng lắm bà con. Nếu như bà con mình viêm hầu họng, bà con mình sử dụng cho Lâm á, một cái lượng lá này vừa phải. Có nghĩa là bà con mình bị viêm họng, đấy, đau rát ở cái vùng hầu họng á, bà con mình dùng cho Lâm á, một lượng lá vừa phải thôi. Chúng ta ngâm vào nước muối rồi rửa sạch lại. Sau đó thì bà con mình giã ra, vắt lấy nước, bà con mình ngậm và nuốt từ từ. Bà con mình dùng cái biện pháp này khoảng 3 lần trong một ngày thì Lâm nghĩ cái việc mà bà con mình bị viêm hầu họng á, nó sẽ giảm rất nhiều. Bà con mình kiên trì dùng thêm cho Lâm vài lần nữa nó sẽ khỏi. Đối với cây đuôi chuột hay là cây mạch lạc hoa tím này á, thì thực chất nếu như bà con mình khai thác hết tác dụng của nó thì nó sẽ đem đến cho bà con mình những cái hiệu quả bất ngờ. Lâm sẽ điểm qua một số những cái tác dụng của nó mà bà con mình cần chú ý. Những người bị bệnh tiểu đường, những người bị cao huyết áp và những người bị bệnh gút, có nghĩa là đau nhức ở các khớp á. Bà con mình mỗi buổi sáng dậy, bà con mình hãy hái những cái lá bánh tẻ như thế này. Đây. Liều lượng thì từ khoảng 7 cho đến 9 lá, bà con mình cũng có thể hái nhiều hơn một tí xíu. Vậy thì qua quá trình mà theo dõi tác dụng của bài thuốc này thì Lâm cảm thấy liều lượng lá này là phù hợp cho chúng ta. Dao động từ 7 cho đến 9 hoặc 10 cũng được. Nó không nhất thiết là nam 7 nữ 9. Đấy, bà con mình nhớ tác dụng này nha. Sau khi bà con mình hái được những cái lá này rồi á thì chúng ta rửa sạch nha bà con. Chúng ta cho vào miệng, chúng ta nhai và chúng ta nuốt. Nhai thật là kỹ và nuốt chậm thôi. Ở đây thì nó sẽ giúp cho bà con mình ổn định được lưu đường huyết cả một ngày. Nếu như được nữa thì buổi sáng chúng ta dùng một lần, trước khi ngủ chúng ta dùng một lần. Rồi, ở đây thì Lâm xin chú ý với bà con á, loại cây này nó sẽ giúp hạ huyết áp, rồi bình ổn được cái lượng đường huyết, cũng như là sẽ giúp giảm những cơn đau của người bệnh gút. Hay nói khác hơn á,
nó sẽ kiểm soát được các cơn đau của bệnh gút. Vậy thì loài cây này chúng ta trồng ở vườn nhà, mỗi buổi sáng ra chúng ta hái những cái lá như thế này. Đấy, một lượng lá vừa phải thôi, từ 7 đến 10 lá. Thì bà con mình nhai nuốt, công việc này rất đơn giản. Nhưng đối với những người bị cao huyết áp, tiểu đường và bệnh gút, thì đây là cái cách kiểm soát bệnh của mình rất là tốt. Rồi, ngoài ra thì cây này, nó là một trong những loại cây rất nổi tiếng và rất nhiều người phù hợp với loại cây này. Đó là điều trị cái bệnh hẹp và hở van tim. Dù cho bà con mình hở 2 lá hay 3 lá thì dùng cây này vẫn khỏi. Đấy, đấy là một cái tác dụng mà trong y học không ghi chép. Lâm vô tình phát hiện được cái tác dụng này và Lâm đã chia sẻ và giúp đỡ rất là nhiều người mà không phải đi phẫu thuật. Đối với cái bệnh hẹp van tim hay là hở van tim á, thì Lâm nghĩ bà con mình sẽ rất là mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày. Vậy thì cây này nó sẽ giúp cho bà con mình trị khỏi được các cái bệnh này. Hẹp van tim hay là hở van tim thì có rất nhiều cách để điều trị. Nhưng mà đối với Lâm, cách để mà dùng cái lá đu chuột này chúng ta ăn hàng ngày, có nghĩa là bà con mình chọn giúp Lâm những cái lá bánh tẻ, những cái lá lớn lớn một tí xíu. Đấy, bà con mình sẽ ăn vào buổi sáng nè, và buổi tối nếu được thì bà con mình ăn luôn vào buổi trưa giúp Lâm ha. Chúng ta bệnh nặng thì chúng ta sử dụng thuốc một ngày 3 lần. Chúng ta bệnh nhẹ thì chúng ta có thể sử dụng thuốc ngày 2 lần. Cách này đơn giản, rất là đơn giản, đúng không bà con? Ai cũng có thể làm được. Đối với những người hẹp van tim hay là hở van tim thì cái cây thuốc này chính là một cái cây thuốc mà luôn luôn có ở trong gia đình và bắt buộc phải sử dụng cây thuốc này, bởi vì tác dụng của nó rất là hay, chi phí của bà con bỏ ra rất là ít. Đấy. Rồi, vậy thì qua cái hình ảnh như thế này thì Lâm nghĩ bà con mình đã phân biệt được cái cây đuôi chuột hoa tím và một số cây khác nó có hình dạng tương tự. Lâm đợi đến lúc mà nó ra hoa thì Lâm mới quay và ghi hình lại để chia sẻ cho bà con mình. Đây, đây Lâm sẽ quay gần lại để cho bà con mình quan sát cái hoa của nó ha. Đây, bà con mình cũng có thể thấy hoa của nó đó, là nó mọc từ ở đây và nó dài lên cái cuối hoa luôn đó. Rất đẹp bà con. Nếu như bà con trồng làm kiểng trước gia đình, nhưng mà công dụng thứ hai, công dụng quan trọng nhất của nó là làm thuốc, thì Lâm nghĩ bà con mình nên chọn cái loại cây này. Chúng ta kết hợp luôn, vừa làm kiểng, vừa làm cảnh, vừa làm thuốc. Cái thuốc này rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì cây thuốc này còn ứng dụng trong việc điều trị phong thấp tê nhức nè, rồi đau khớp gân xương nè. Những cái bài thuốc này á, thì chúng ta đòi hỏi phải kết hợp với một số nguyên liệu khác nữa. Cho nên ở đây á, thì Lâm không chia sẻ cho bà con mình ha. Lâm sẽ hẹn với bà con mình tìm đủ nguyên liệu thì Lâm sẽ chia sẻ. Rồi, còn về hình ảnh của cây đuôi chuột hay là cây mạch lạc, một cái cây điều trị hở van tim, hẹp van tim cũng như là viêm hầu họng. Nếu như bà con mình bị viêm da mủ ngoài da đó, thì bà con kết hợp cho Lâm á, cái lá của cây đuôi chuột hoa tím này, rồi lá của cây cỏ xước. Đấy. Rồi bà con kết hợp thêm cho Lâm á, cái cây bọ mắm, cái thuốc dòi á. Liều lượng á, là cây đuôi chuột hoa tím này thì là 90g, 90g lá tươi. Rồi cây bọ mắm 60g. Cây ngu tất, cái cây cỏ xước á, là 60g. Tất cả rửa sạch, giã nát ra. Chúng ta đắp hoặc là chúng ta dùng cái nước cốt á, chúng ta bôi lên cái vị trí mà viêm da mủ á. Nó sẽ giúp cho bà con mình trị khỏi được cái bệnh này một cách rất là nhanh. 2-3 ngày là khỏi rồi. Thậm chí có những người chúng ta chỉ cần sử dụng một ngày thôi thì triệu chứng bệnh đã giảm rõ rệt luôn, giảm hơn 50%. Một lần nữa thì Lâm xin mời quý bác anh chị và các bạn mình quan sát thật là kỹ lại cái hình dạng của cái cây đuôi chuột hoa tím ha. Thân của nó thì là thân xốp nha bà con. Đây, thân xốp. Đây. Lá của nó thì mọc đối, nhánh của nó thì mọc trong nách lá. Đấy, đây là những cái hình dạng chi tiết nhất về cây đuôi chuột hoa tím. Đây, bề mặt dưới lá của nó thì gân nổi rất rõ, đặc biệt là về cái hoa của nó thì không lẫn vào đâu được, một màu tím ngắt luôn, màu tím rất đẹp. Đôi khi có những bệnh chúng ta phải dùng rất nhiều tiền để điều trị. Nhưng mà đôi khi nếu như chúng ta chọn được cái cách phù hợp với bệnh của chúng ta,
thì chúng ta sẽ không tốn nhiều tiền, thậm chí là chúng ta không cần tốn tiền cũng điều trị khỏi. Trong quá trình làm thuốc của mình thì mỗi khi mà Lâm phát hiện được những điều tiện lợi cho bà con mình, có thể là tự tìm kiếm, có thể là bằng cách nào đó làm giúp cho bà con mình có được những cái loại cây, những cái loại thảo dược có thể sẽ giúp cho bà con mình điều trị một số bệnh nào đó. Thứ nhất, nó phải đạt được tiêu chí là hiệu quả. Thứ hai, thì nó có thể giúp cho bà con mình nhanh chóng khỏi bệnh, cũng như là giúp cho cái bệnh tình của bà con nhanh chóng thuyên giảm. Trên kênh của Lâm thì Lâm đã có rất nhiều video như thế này rồi, nhưng mà có thể bà con mình chưa sử dụng, cho nên bà con mình chưa kiểm chứng được tác dụng của nó. Rồi, hôm nay một cái video rất là ngắn gọn về loại cây mạch lạc nè, cây đuôi chuột hoa tím. Lâm mong muốn rằng những cái video như thế này sẽ đến được với đông đảo bà con mình, bởi vì đâu đó bà con mình có hoàn cảnh rất là khó khăn. Thậm chí có những bà con tiền sinh hoạt hàng ngày vẫn không đủ. Vậy thì nếu như gia đình của chúng ta có một người thân như thế thì chúng ta rất là khó khăn về cái mặt vật chất. Vậy thì Lâm rất mong muốn bà con mình sẽ giúp Lâm chia sẻ cái video này đến rộng rãi với nhiều người khác. Lâm nghĩ có nhiều người đang cần bài thuốc này. Rồi, đến đây thì Lâm xin cảm ơn quý bác anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi cái video của Lâm. Trước khi kết thúc video thì Lâm muốn gửi lời kính chúc sức khỏe. Lâm mong muốn bà con mình luôn luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu như bà con mình muốn nhận được những cái video chia sẻ về dược tính của các loại thảo dược cũng như là các bài thuốc có thể sẽ giúp cho bà con mình trị bệnh, thì bà con mình nên đăng ký kênh. Trong cái quá trình mà đăng ký kênh thì bà con nhớ chọn cái biểu tượng chuông nhận tất cả thông báo. Bởi vì có như thế, mỗi khi Lâm đăng video lên kênh của mình thì bà con mình sẽ nhận được ngay và nhận được liền. Rồi, đến đây thì Lâm xin phép quý các bác anh chị và các bạn, Lâm sẽ kết thúc video. Lâm rất mong sẽ gặp lại được quý các bác anh chị và các bạn mình trong những cái video tiếp theo.